Năm vừa rồi em đi xuống hạ giới bắt bớ như đi chợ ấy. Nhiều quả em bắt em còn không biết mặt cơ. Khổ thân. Vâng, nhưng mà riêng với chị thì em lại rất ấn tượng. Đấy, nhìn cái là nhớ ngay. Kiểu gì là chị em mình cũng sớm gặp lại nhau ấy. Này, phủi phủi cái miệng chú nhá. Đã. Chị, táo mới xanh non. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ăn vào một cái là lộn gan lên đầu, nhớ chưa? Riêng cái câu nói này nhá, em bảo hành đến lúc bốc mộ luôn. Vậy cũng chính vì như thế là không bao giờ em nhận quà biếu của bất cứ một ai hết. Chỉ vì cái tuýp kem đánh răng này nhá, dạ, mà sắp tới là 500 chú cùng đồng thanh hát cái bài. Có màn trên lặng như nước. Chính vì Ngọc Hoàng mặc áo màu vàng cho nên là năm vừa rồi ở dưới hạ giới giá vàng tăng như bóng bay hydro đứt dây, cao vun vút luôn. Dân tình thì kéo nhau đi mua vàng như là đi chảy hội. Mạng xã hội bây giờ vui buồn rồi thổi kèn đám ma tung hoa đám cưới, di chuyện gì cũng tung lên mạng được. Đúng là bội thực còn ten nhảm nhí. Cho nên là mạng ảo con nhớ đừng thèm, tin lời ngon ngọt lại thêm khổ đời. Mạng ảo ấy là nơi lắm lời, đừng đam mê nó, có ngày thiệt thân đấy con à. Bi kịch lớn nhất của những người tài năng là phải làm việc dưới sự chỉ đạo của những kẻ bất tài, ngu dốt. Mày là bẩm, mày nói lại thôi nghe. Em bảo là em là con tốt, anh là con sĩ, ừ. Anh chỉ việc nghĩ, còn làm cứ để em mà. Đúng rồi, nói thế thì được. Thì ngõ chật thế này thì chỉ đi bộ chứ ô tô thì không vào được nhỉ? Bác cứ đùa, ngõ này nhá, ô tô con vào suốt. Hả? Ô tô con vào được? Vâng. Bíp bíp. Dũng à? À, anh Huy, anh đi đâu ấy? Anh... ra... ngoài... cho cháu chơi một tí nhé. Anh đi nhá. Này. Dạ. Nói là ô tô con là cái ô tô vừa ấy chạy qua đây đấy hả? Thì đấy là ô tô của thằng con, còn ô tô của ông bố là đỗ cách đây khoảng 3-4 cây cơ bác ạ. Mày tưởng đánh người mà dễ à? Hả? Đánh người cũng phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm, phải có trải nghiệm nhá. Ôi, sướng quá. Bố ơi, nhà bán bông mới mua căn nhà mới đẹp lắm bố ạ. Ờ, được rồi, cuối tuần này được nghỉ, bố sẽ đưa cả nhà mình ra tham quan khu căn hộ mới. Tọa lạc tại khu đất vàng, nằm cách đầu ngõ chỉ 25 phút di chuyển. Tổ hợp chung cư mini nhà ông Trình, Trình Home Complex, được kiến tạo tại nơi có mạng lưới giao thông nhằng nhịt. Công viên hồ điều hòa 94m và chợ cóc Plaza, Trình Home Complex, hòn ngọc đen giữa lòng thành phố. Hôm nay con nghỉ đấy, bố đưa con đi xem nhà đi na. Bố sẽ đưa con đi xem nhà Chỉnh Home Complex, hòn ngọc kê giữa lòng thành phố. Chuẩn chưa? Dạ chuẩn, nhưng mà vẫn cần phải chỉnh một tí á. Sao? Nó là hòn ngọc đen giữa lòng thành phố. Tao có bà chị tên là Thanh Hà ấy. Ngày trước chỗ bà ấy bị cắt nước liên tục, thế là bà ấy nghĩ ra cách là bọc túi ni lông vào bát đũa choang nồi này, ăn choang nhá, lột vứt là choang thôi mà. Ồ, bà Thầy Hà này thông minh vậy. Hay nhỉ. Ừ. 9 giờ ấy, mày ăn chưa ấy? Thôi, mày ăn trước đi. Mày ăn chưa ấy? Thôi, mày ăn trước đi, tao ăn sao? Mày ăn trước đi, sao tao ăn sao luôn? Thôi, mày ăn trước đi là tao ăn sao? Mày ăn trước đi. Thôi, mày gắp trước đi là tao gắp sao? Trước đi. Cứ ăn một miếng trước là tao ăn sao thôi mà. Thôi! Cả hai thằng ăn đi! Ăn! Tao mỗi miếng ăn rồi mà lộn hết cả mày. Mày nuốt trước đi. Mày nuốt trước đi. Thôi mày nuốt trước đi. Mày nuốt trước sẽ tao nuốt sau. Thôi mày nuốt trước. Một lần nữa thôi là tao nuốt chừng cả hai thằng chúng mày nhá. Cả hai thằng nuốt đi. Nuốt. Đấy. Ngày nào cũng để tao bực hết cho mình.
Tí lên 604, phòng của tớ. Để đây làm tạm trắng tạm vú cho. Nhầm đấy. Để đây tạm ứng cho một cái. Không phải. Tạm biệt Gấu Minh Gia. Chưa tạm biệt được, vừa mới gặp. Nó là tạm giữ. Không phải. Bình tĩnh mà ơi. Nó là câu gì nhỉ? Tạm trú tạm vắng. Đúng rồi. Chú chuẩn đáng yêu. Này, cho quả cao, lên trên nhà, livestream xem bói online, nhanh lên để tôi còn tiếp khách. Đi. Xin phép ấy một tí nhá. Khí chất ngời ngời, mai gu, anh đẹp trai như người rời. Cùng dòng mấy con đẩu đấy. Gương càng già càng thơm. Thế bác có biết tại sao các cụ mình ngày xưa lại đánh thắng được cái trận Bạch Đằng không? Làm sao? Vì các cụ biết đặt cọc. Ngày xưa chúng cháu học tiểu học ở trên bãi đây, bị ăn như thế này nó quen cái bụng cho mà. Bây giờ hai thằng chung nhau một gói, chúng cháu sợ ăn không hết. Này thế trứng đâu? Bọn cháu thì biết trứng, nhưng mà trứng thì nó không chơi với bọn cháu đâu. Ăn thế này thì làm sao mà đủ chất được? Chẳng biết có đủ chất hay không, nhưng mà theo năm tháng mặt bọn cháu càng ngày càng già đi, mà tứ chi thì chả phát triển. Làm mồm đi. Này, sao lại lấy cái lá su su này lau mồm là thế nào? Không, chúng cháu không gọi đây là lá su su, chúng cháu gọi đây là lá đa năng. Ngoài lau mồm ra, chúng cháu lau đầy thứ khác. Em tặng bác đôi dép ạ. Này đi bán dép à? À không ạ, em là giáo viên dạy âm nhạc ạ. Sao nhiều dép thế? Chả giấu gì bác, cứ mỗi lần em lên lớp dạy, học sinh chúng nó yêu nó quý nó lại ném cho vài đôi vào người. Thế cho nên là hơi nhiều dép ạ. Thì ai bảo đây là chung cư mini? Tôi là cái người đầu tiên tôi trông thầu cái dự án này cho ông Chỉnh. Đầu tiên là ông chỉ xin cấp phép là xây cái nhà ở cao tầng thôi. Nhưng mà sau này thì ông ấy cải tạo, tức là một cái sàn này 40m thì ông ấy mới chia làm 3. Mỗi căn hộ có hơn 10m thôi. Dân người ta vào người ta hỏi thì ông ấy bán. Báo cáo bác là dân ở đông quá, ông ấy lại copy thêm 6 tầng lên trên thành 12 tầng. Dạ xong đông tiếp ông lại copy tiếp lên trên nó thành như thế này. Và dân người ta tự gọi đây là chung cư mini, chứ ông Chỉnh ông không gọi thế. Này. Dạ. Làm bậy như thế mà vẫn để cho nó tồn tại à? Quản lý không có ai chịu trách nhiệm. Thì thế, thế mới gọi là ông Chỉnh ấy. Sai ở đâu ông ấy chỉnh một phát lại chuẩn luôn. Nếu mà thanh tra họ đến kiểm tra thì sao? Thì sai, mà sai ông Chỉnh ông ấy chỉnh một phát lại chuẩn luôn. Tại sao mọi người lại không tìm những cái khu chung cư mà nó đủ tiêu chuẩn mà sống nhỉ? Bác ơi, nếu mà đủ tiền mua những cái nơi đấy ấy, thì coi như là lương của vợ chồng em cộng lại này, xong phải nhịn ăn nhịn đói đến 120 năm nữa thì mới đủ tiền mua đấy bác ạ. Đấy. Để thần gọi cho cán bộ ở khu này. Dạ vâng. Sao lại thế nhỉ? Để thần gọi lãnh đạo khu này ạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng, gọi hai người mà đều phát lên âm thanh có bàn chân lặng lẽ là sao ạ? Bắt hết rồi. Cách đây khoảng hơn 10 năm, em có được ông anh giao cho cái mảnh đất này. Em làm đầy đủ thủ tục đúng quy trình, giấy phép xây dựng hẳn hoi. Dạ. Thế có hôm em mới lên em gặp ông anh. Dạ. Chả thấy ông đâu cả. Gọi điện thì lại không liên lạc được. Có bàn chân lặng lẽ ạ. Dạ. Xong rồi có một ông anh mới được bổ nhiệm đến. Em nghĩ đây là thời cơ tốt nhất của mình rồi. Em đầu tư xây hai con đường chạy vòng quanh khu đất. Xong em lại lên gặp ông anh mới. Không thấy đâu, gọi cũng không liên lạc được. Dạ lại có bàn chân lặng lẽ. Thế là mảnh đất của em nó bị đình trệ, không xây dựng được. Hỏi các anh ấy thì các anh ấy bảo là không đúng quy trình quy định. Em hỏi là anh ơi thế cho em biết là như thế nào thì đúng quy trình quy định để em còn biết.
cái anh bảo là tao còn không biết nữa chỉ là mày. Thật ra là em cũng thấy là lãng phí á. Nhưng mà em vẫn làm đúng à. Đúng cái gì? Nếu mà có lãng phí thì cũng là... lãng phí đúng quy trình. Lãng phí đúng quy trình à? Dạ vâng, em không biết gì cả. Nó có bàn chân lạc lẽ. Anh Tao em giờ. Cái bà này không biết nên năm nay cái vụ thùng xốp này là hết sức nhạy cảm mà. Cảm gì? Trời ơi, thế quên mất cái vụ nhà băng phụt vạn phát à? Không, phụt một phát. Tóm lại là thế này nhá. Nếu mà chị nhận cái thùng xốp này thì chị sẽ bị phập một phát. Vấn đề nào cũng có vấn đề của nó cả. Chỉ có những vấn đề mà không có vấn đề ấy mới là vấn đề. Ai chỉ có vấn đề lên thiên đình mà không có vấn đề ấy mới gọi là vấn đề đấy. Mày đi Tây bao giờ chưa? Chưa đúng không? Nhìn cái mặt mày là chắc chắn là cái dạng cấm xuất cảnh. Mặt mày làm sao mà qua được cửa an ninh? Mày xem tất cả các thiên đình trong cái giải ngân hà này có nơi nào là không tắc đường? Thế anh chỉ cho tôi cụ thể là chỗ nào? Ta có chỉ thì mày không biết cụ thể chỗ nào vì mày chưa đi Tây bao giờ. Làm sao mà biết được? Có mỗi cái việc tắc đường năm nào cũng lôi ra đây đi đây lại. Chuyện vui vẻ không nói, toàn nói chuyện linh tinh, bực cả mình. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ, lâu lắm rồi thần mới thấy có người mặc áo vàng đẹp như Ngọc Hoàng ạ. Người định còn phô hơn.